Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được sức khỏe bình an, vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, có cơ hội trúng số, đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước thật chuẩn xác. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, kêu trời trời cho lộc, bất ngờ nổ trúng lớn, còng lưng gánh không hết của, tiền bạc phủ phê, đúng tháng 7 âm lịch 2024. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống, chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ thân mến, tôi biết không phải vô duyên vô cớ mà bản mệnh lại đến được đây, mà phải thật hữu duyên hữu ý thì ta mới có thể gặp nhau tại giây phút tâm linh đặc biệt này. Mong cầu lớn nhất, duy nhất của những lời tiên tri không phải là dự báo trước về tương lai, nhưng nó chính là bản lề song hành cùng cánh cửa vận mệnh con người. Hưng thịnh hay suy tàn, giàu sang hay nghèo khổ, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đến thời hiện đại, các nhà tử vi, các nhà phong thủy, các nhà chiêm tinh học đang ngày đêm nghiên cứu và đúc kết số mệnh của con người, nhất là trong những năm gần đây. Chắc hẳn nhiều quý khán giả đã nghe nói rất nhiều đến các nhà tiên tri, trong đó có thần đồng tiên tri Ấn Độ, là người nổi bật hơn cả, khi đã 5 lần dự đoán chính xác 100% về vận mệnh nhân loại. Cùng với những thảm họa xảy ra và mới đây nhất, cậu cũng có những dự ngôn gây sốc về vận mệnh của nhân loại, nhưng có liên quan mật thiết đến số mệnh của 12 con giáp trong năm 2024. Năm cuối cùng của đại nạn thế kỷ nhân loại, trong đó tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 là nổi bật hơn cả. Nếu bản mệnh may mắn là một trong số những con giáp sắp được luận giải này, bản mệnh có thể hưởng vận may, chuyện làm ăn trở nên thuận lợi hơn, những việc khó khăn được đẩy lùi, đặc biệt trong tháng 7 âm lịch năm 2024 này. Mọi chuyện phát triển hanh thông, vạn sự như ý, tài lộc song toàn, đem lại cho bản mệnh cuộc sống vui vẻ, đủ đầy hơn so với các giai đoạn trước đó. Vậy, vận may nào sẽ đến với Đinh Tỵ sinh năm 1977, làm sao để tận dụng các cơ hội ban tới? Tất cả những điều này đều được Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi thật kỹ video và chiêm nghiệm nhé! Tổng quan tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Rắn có khả năng tấn công hung ác, khi bị đẩy đến tình thế tuyệt vọng, chúng sẽ liều lĩnh chiến đấu đến chết, chiến đấu quyết liệt, tự phụ, tự cao, thích mạo hiểm. Thông thường, rắn gây cho người ta ấn tượng xấu với những thói quen nham hiểm và xảo quyệt, những hành động ngang tàng, thiếu trung thực. Tuy nhiên, con người còn gọi rắn là con rồng nhỏ vì chúng có tính cách của loài rồng. Bởi vậy, người sinh năm rắn có vẻ ngoài điềm đạm, nhưng thực chất bên trong lại ấm áp. Trong 12 con giáp, Tỵ và Ngọ đều là hành hỏa, trong đó Tỵ là âm hỏa, chỉ cháy âm ỉ giống như lửa than, nó không quá rực rỡ như tuổi Ngọ là dương hỏa. Con giáp này vốn rất lương thiện, ấm áp, thích hợp với những công việc thiên về tinh thần. Tính cách họ tích cực, sáng sủa, luôn hướng về phía trước, dám thách thức, dám hoàn thành như vạn vật dần sinh sôi mạnh mẽ. Những người sinh năm Tỵ có vẻ ngoài điềm đạm, họ thường bình tĩnh quan sát sự vật xung quanh mình và thực hiện công việc một cách lặng lẽ. Mặt khác, họ rất nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi gặp đồng nghiệp mới hoặc bạn bè mới, họ luôn chủ động ra tay giúp đỡ nên dễ được người khác hài lòng và tin tưởng. Nữ mạng tuổi này cũng là người xã giao tốt, tính tình dễ gây ấn tượng tốt, họ thường nhiệt tình giúp đỡ người khác, vì thế mà khiến cho không ít người phải hâm mộ. Trên thực tế, những người sinh năm Tỵ không tạo ra ấn tượng nham hiểm như về loài rắn, thậm chí tính cách của họ còn rất ngay thẳng, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và gợi cảm. Về hậu vận hưởng phúc, làm gì cũng hanh thông, sau này sẽ đạt được thành tựu lớn, vì cả nam và nữ mạng đều rất đam mê và gợi cảm,
nên họ có đường tình duyên khá tốt. Nhưng bạn cần khéo léo hơn khi chuyển từ tình yêu đôi lứa rõ ràng, cuộc sống gia đình như vậy thì mới đảm bảo được hạnh phúc, bền lâu. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, đúng tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Thiên can Nhâm Thủy, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Xem tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Tỵ âm lịch, lời khuyên dành cho con giáp này đó là bớt để ý chuyện của người ta, nên chăm sóc đời sống cá nhân của mình thật tốt, đó mới là ưu tiên hàng đầu lúc này. Tương phá, dự báo sự mâu thuẫn trong tính cách từ chỗ làm cho tới về nhà, khiến tuổi Đinh Tỵ không vui. Đôi khi bạn cảm thấy mất hứng thú với những người có tính cách hấp tấp, bồng bột và không biết lắng nghe. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy, bản mệnh là người tài hoa, say mê lao động làm việc. Tuy nhiên, không phải khi nào người ta cũng công nhận công sức của bạn, nhưng điều quan trọng là bạn đang tiến bộ mỗi ngày sau quá trình không ngừng rèn giũa bản thân. Thành công sẽ đến theo một cách rất tự nhiên trong tương lai, bạn không cần phải vội vàng. Vì quá bận rộn nên con giáp tuổi Đinh Tỵ ít dành thời gian để cải thiện chuyện tình cảm. Thế nhưng, may mắn có Thái Âm Cát Tinh hỗ trợ, nên bạn vẫn được người bạn đời ủng hộ, nâng đỡ. Vận trình tình cảm nhờ thế mà bớt đi sự căng thẳng. Bạn là người có trái tim nhiệt huyết và luôn hết mình vì đam mê, tính cách lạc quan giúp bạn luôn tìm thấy niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả trong thời điểm tăm tối nhất. Bạn cũng sẽ cần tỉnh táo và cẩn trọng với những vấn đề liên quan tới tiền bạc, quản lý vấn đề cá nhân sẽ dễ dàng hơn việc chịu trách nhiệm thay ai đó. Chi tiết, cụ thể về các phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, phương diện công danh của tuổi Đinh Tỵ lúc này có nhiều thăng trầm khó lường, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để bản mệnh thể hiện bản lĩnh của mình trong việc kiểm soát vấn đề. Thiên quan dự báo có những rắc rối khó lường, khiến bản mệnh phải phiền lòng, bận tâm. Ngay lúc này không nên phó mặc cho số phận hay thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vì bạn đủ khả năng để chuyển bại thành thắng trong thời gian ngắn. Bạn có thể phá vỡ những lề thói, quan niệm cũ trong công việc để bước sang một giai đoạn mới. Lúc này khá khó khăn, mệt mỏi, nhưng tương lai bạn sẽ có những bước tiến đáng kể. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Đinh Tỵ âm lịch cho thấy vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Tỵ thăng trầm không ổn định chút nào. Thế nên, ngay khi kiếm được tiền nên để dành tiết kiệm, không nên tiêu xài hoang phí. Trong khi đó, khi khó khăn thì càng tìm cách để cải thiện kỹ năng kiếm tiền của mình, học hỏi thêm để khai thác các cơ hội đầu tư một cách hiệu quả. Trước khi đi chợ hay siêu thị, nên cẩn thận ghi hết những món đồ cần mua ra giấy, lúc đi mua thì chỉ đến đúng chỗ. Không nên lang thang ngắm nghía thêm vì có nguy cơ bạn mua nhiều hơn so với những gì mình cần. Tháng này, đừng quên kiểm tra xem khóa cửa ra vào và cửa sổ trong nhà có còn hoạt động tốt hay không. Khi ra ngoài thì cần cất giữ những vật dụng có giá trị để giảm bớt tổn thất về tiền bạc. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, gặp ngũ hành xung khắc cho thấy vận trình tình cảm của con giáp tuổi Đinh Tỵ không được thuận lợi. Các cặp vợ chồng lúc này có xu hướng lơ là không quan tâm tới người ấy chu đáo, nên chính bạn cũng cảm thấy có lỗi. Thế nhưng, may mắn là sau khi nghe tuổi Đinh Tỵ giải thích và cách bạn thể hiện sự chân thành đã khiến đối phương chủ động hỗ trợ bạn trong cuộc sống. Tình cảm tuy không thăng hoa, nhưng tạo cho con giáp tuổi này cảm giác bền vững, an ổn. Trong tháng 7 âm lịch, thất xích bay về phương chính nam, phụ nữ trong gia đình bạn có thể bất hòa, gây chia rẽ nội bộ khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng. Về mặt sức khỏe, vận trình tháng 7 âm lịch này của tuổi Đinh Tỵ có nhiều quyết tâm trong việc cải thiện sức khỏe, nhưng không phải khi nào bạn cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, đó cũng là bước tiến so với chính bạn trước đây, một người không nghĩ tới thể dục, thể thao. Thời gian này, thức ăn quá nóng hay quá lạnh đều không tốt cho sức khỏe, chú ý ưu tiên ấm, mềm, nhạt. Bản mệnh nên lưu tâm tới vấn đề ăn uống, nên ưu tiên đồ ăn theo mùa vì chúng hỗ trợ năng lượng cho bạn rất tốt. Nếu bị bệnh, bản mệnh nên ưu tiên các phương thức chữa trị thông thường có tính phổ biến, đừng xem thường những thứ đơn giản xung quanh chúng ta, những phương pháp mới chưa chắc đã phù hợp với bạn. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch.
Tuổi Đinh Tỵ trong tuần có tin vui liên quan đến công việc nhờ có thiên đức cát tinh nâng đỡ. Tuy nhiên, vận may đến có nhiều hay không chủ yếu là nằm ở cách ăn nói của bạn. Thiên cầu chiếu vận không khuyến khích bạn ăn nói bừa bãi kẻo rước họa vào thân. Công việc tiến triển như ý muốn, nhiều người nhận được dự án lớn hoặc được thăng chức bất ngờ. Bên cạnh đó, tuổi này cũng cần biết rằng đôi khi mình phải chấp nhận rủi ro để đạt được thành công như mong muốn. Không có thành công nào là dễ dàng hết nên đừng đòi hỏi quá cao. Chuyện tiền bạc, nếu muốn thuận lợi thì phải tránh xa kiện tụng, tranh đấu, e rằng khó tụ tài, đồng tiền sạch bao giờ cũng có lộc và trường tồn. Hãy làm ăn lương thiện thì trời xanh có mắt, sớm có lộc lá. Nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi quý nhân sẽ tìm ra giải pháp giúp bạn sớm thôi, càng nóng giận, càng mất tiền. Tuần mới này có tả phù chiếu mệnh, nên Tỵ có thêm nhiều mối quan hệ mới, hay được bạn bè giúp đỡ, động viên, cần thể hiện thái độ cởi mở, đón nhận lòng tốt. Quý nhân, Thân, Mùi, tiểu nhân, Tuất, Hợi, màu sắc may mắn, đen, xanh lá, con số phát tài, 11, 47, 81. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tỵ có Bạch Hổ và Thiên Đức cùng chiếu mệnh, nên dù có thấy may mắn cũng không nên chủ quan, bạn được quý nhân giúp đỡ. Nhưng không ai gánh nổi đường sức khỏe hộ bạn, làm gì cũng nên chú ý đến cơ thể của mình, đừng để tiền thuốc quá tiền lương. Cát tinh càng gia tăng thêm phần tốt cho con giáp này, đôi lúc có những niềm vui nho nhỏ trong công việc mang lại cho Tỵ khá nhiều hy vọng. Mọi người tạo điều kiện thuận lợi cho con giáp này tiến lên bậc cao mới trong công việc. Những ai đang buôn bán, cứ sợi lời thì sẽ đông khách, đừng quá kỹ tính vì sẽ mất lộc buôn bán. Đường tài vận vướng phải âm sát nên phải cẩn thận kẻo bị lừa. Gần đây chiêu trò lừa tiền qua mạng xã hội rất tinh vi. Đừng cho ai vay tiền trên mạng, muốn vay thì gặp nhau trực tiếp, không giao dịch qua điện thoại. Ngoài ra, trong tuần mới bạn cũng không nên mua những đồ vật có giá trị lớn hoặc cho người khác mượn đồ không thuận lợi. Tỵ dễ gặp tiểu nhân, bản tính nghi hoặc nên dễ phiền não vô ích hay ghen tuông vớ vẩn. Người có gia đình khá nóng tính hay nặng lời với nửa kia. Quý nhân, Ngọ, Hợi, tiểu nhân, Mão, Tuất, màu sắc may mắn, tím, hồng, con số phát tài, 21, 47, 85. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tuần này, tuổi Đinh Tỵ có vận trình hung cát xen lẫn, do có tử vi và Bạch Hổ đồng chiếu mệnh, có lẽ bạn sẽ hơi chật vật và hoang mang, nhưng đừng lo sợ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bạn không phải chịu vất vả mãi đâu. Tuổi này nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay. Tuần mới sẽ có nhiều may mắn mới, đừng chảnh mảng, đây là thời điểm để bạn kịp đổi vận trước khi năm mới đến. Người làm kinh doanh nên nhập thêm hàng mới, chần chừ là nhường vận may cho người khác. Tiền bạc đầy tay, nhưng đừng quá chủ quan mà tiêu hoang, dễ mất tiền vì ốm đau bệnh tật. Trong tuần này, người làm kinh doanh sẽ buôn bán tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Cả nguồn thu chính và phụ đều cùng xuất hiện, trăm cày cuốc thì trời không phụ lòng. Tuy nhiên, lưu ý quan trọng nhất trong tuần này, bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe của những người thân yêu và chính bản thân mình. Ai đang có ý định đi chơi xa cùng người thân hoặc có người nhà sắp đi đâu đó thì nên xem ngày tốt để xuất hành. Người có gia đình cần để mắt đến con cái nhiều hơn. Quý nhân, Mùi, Thân, tiểu nhân, Tuất, Tỵ, màu sắc may mắn, đỏ, trắng, con số phát tài, 43, 57, 81. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 7 âm lịch. Người tuổi Đinh Tỵ gặp khá nhiều may mắn trong tuần mới, không còn vất vả như tử vi tuần cũ dự báo. Đặc biệt là những ai đang vất vả bôn ba ở xa quê, những khó khăn dường như biến thành động lực trong tuần này. Công việc trăm bề thuận lợi. Đặc biệt là những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều hoặc ai đang xuất ngoại, nhờ có dịch mã phù trợ, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong thành tựu, một thời gian tốt cho các bước chuyển nghề nghiệp hay đi xa công tác, đừng ngại ngần càng bôn ba, bạn càng có tiền. Vận tiền tài có dấu hiệu khởi sắc, tuổi này chăm chỉ cày cuốc, nữ không thua kém gì nam. Tiền bạc do vất vả mà có được nên bạn rất quý trọng đồng tiền. Một tuần tốt đẹp về tài chính, bạn không cần phải lo lắng về các khoản chi tiêu của mình. Giỏi chắt góp sẽ có khoản tiền to. Từ giờ hãy điềm tĩnh và buông bỏ những suy nghĩ phiền muộn về các mối quan hệ khiến bạn không thoải mái. Bạn có quyền đối xử tốt với bản thân và từ chối những người xấu tính. Quý nhân Mão, Sửu, tiểu nhân Tuất, Thìn, màu sắc may mắn cam, đen, con số phát tài 54, 68, 93.
Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Phát tài rực rỡ, vận trình thăng hoa trong tháng 7 âm lịch này, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé! Tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, tháng này thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương. Sinh vào tháng này trong năm, người tuổi Đinh Tỵ tài đức, song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng, họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân, xử thế, biết linh hoạt ứng biến, tùy theo từng tình huống, dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công không quá khó khăn. Tháng tư âm lịch. Tháng tư âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi Đinh Tỵ sinh vào thời điểm này trong năm là người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, từ chất thông minh. Dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này cũng khiến cho bao người thầm mong ước, họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghệ, chí dũng song toàn, dường như có thể làm được tất cả mọi điều chỉ cần họ muốn mà thôi. Tháng 6 âm lịch. Tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng nào tốt? Khi tháng 6 tiết Tiểu Thử, họ là người có lòng từ tâm, chân thành đối đãi với mọi người, có tài mà có đức, họ được trời ban cho phúc lộc, vạn sự như ý, danh lợi song toàn. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái hạnh phúc bền lâu. Dù là theo con đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh thì tháng 6 âm lịch cũng giành được những thành quả khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội cao. Tháng 8 âm lịch. Sinh ra trong tiết Bạch Lộ, tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng âm này là những người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và có những mối quan hệ vô cùng rộng khắp. Họ thông minh, nhanh nhẹn, lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Sơ lược đặc trưng tuổi Đinh Tỵ. Người sinh năm 1977, mệnh thổ, sa trung thổ, mang trong mình sự kết hợp giữa đất pha cát, biểu tượng cho tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Mệnh thổ tương sinh với mệnh hỏa, mệnh thổ tương khắc với mệnh mộc. Con số may mắn cho người mang mệnh thổ thường là 0, 2, 5 và 8. Vì mệnh thổ và mệnh hỏa có sự tương sinh nên con số 9 cũng có thể mang đến may mắn và điều tốt lành cho người sinh năm 1977. Đối với nam, cung khôn mệnh thổ thuộc Tây Tứ Mệnh, thể hiện sự mạnh mẽ và quyết đoán trong quyết định. Còn đối với nữ, cung khảm mệnh thổ thuộc Đông Tứ Mệnh, tượng trưng cho sự cảm ứng và linh hoạt trong tư duy. Màu bản mệnh: nâu, cam, vàng. Màu tương sinh: đỏ, hồng, tím. Màu tương khắc: xanh lá. Tượng rắn mạ vàng. Người tuổi Tỵ bài trí tượng rắn mạ vàng trong nhà hay phòng làm việc sẽ giúp gia chủ có nhiều thuận lợi hơn trong cuộc sống, khiến công việc luôn trôi chảy suốt cả năm. Hình ảnh rắn lột da để phát triển mang ý nghĩa rũ bỏ lại những cái khó khăn, sóng gió đã qua để hướng đến những đổi mới, phát triển hơn. Tháp văn xương. Hình tượng tháp thường liên kết với trí tuệ và lòng tốt trong Phật giáo. Đặt tháp văn xương trên bàn làm việc không chỉ tạo môi trường hướng tới tâm thiện và thông thái, mà còn kích thích tinh thần và giúp tăng cường năng lực tập trung. Người sinh năm 1977 có thể tận dụng tháp văn xương để giữ trí tuệ, đưa ra quyết định đúng đắn và tạo ra những giải pháp sáng tạo trong công việc và cuộc sống. Tháp văn xương được chế tác với nhiều chất liệu và màu sắc khác nhau. Dòng tháp văn xương với 7, 9 hoặc 13 tầng đều mang trong mình năng lượng khác nhau. Quan niệm rằng tháp càng cao thì năng lượng càng lớn, do vậy việc chọn tháp văn xương với nhiều tầng có thể mang lại hiệu quả tích cực. Loại tháp 13 tầng thường được xem là có khả năng chống chọi và phát triển tốt. Thiềm thử. Trong phong thủy, thiềm thử thường được coi là linh vật mang lại tài lộc và may mắn. Hình ảnh của người bán hàng có thể thấy nó đang gây nhầm lẫn cho ngọc hoặc tiền xu, tượng trưng cho việc thu hút và lưu trữ tài chính. Đặt thiềm thử trong không gian làm việc hoặc nhà ở có thể giúp gia tăng cơ hội tài lộc, thu lại sự thịnh vượng và phát triển. Với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán của người mang mệnh thổ,
Thiềm Thừ có thể tương thích với kính kiên cố và nghị lực trong việc thực hiện mục tiêu tài chính. Họ có thể tận dụng niềm đam mê để thu hút thịnh vượng và tạo ra môi trường giàu có cho bản thân. Tỷ Hưu. Tỷ Hưu, linh vật huyền bí với tạo hình kết hợp giữa đầu rồng, thân ngựa và chân lân, được coi là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc và bảo vệ đối với người sinh năm 1977, mang mệnh thổ sa trung thổ. Ngoài mang dáng vẻ độc đáo, Tỷ Hưu lại không có hậu, chỉ ăn vàng bạc và châu báu. Do đó, quan niệm dân gian cho rằng khi sở hữu Tỷ Hưu ở trong nhà, gia chủ sẽ trở nên giàu có và tài lộc thịnh vượng sẽ không bao giờ thiếu thốn. Tỷ Hưu có khả năng hút tài lộc và giữ chúng lại, tạo ra một môi trường thịnh vượng cho gia đình. Với tính cách mạnh mẽ của mệnh thổ, Tỷ Hưu có thể đồng hành và gia tăng sức mạnh bảo vệ và tài lộc cho người sinh năm 1977. Hình ảnh độc đáo của Tỷ Hưu cũng thể hiện sự khác biệt và độc đáo trong cuộc sống. Quả cầu phong thủy. Quả cầu đá phong thủy được tạo ra từ dòng đá thạch anh tự nhiên có niên đại hàng triệu năm, mang trong mình năng lượng dương khí mạnh mẽ từ lòng đất. Đặt quả cầu đá phong thủy trên bàn làm việc, bàn học hay trong phòng khách có thể giúp kích hoạt năng lượng tích cực, thu hút may rủi, bình an và phát triển trong công việc. Quả cầu phong thủy thường có dạng hình cầu, giúp dương khí lưu thông tốt hơn và lan tỏa trên mọi phương diện của cuộc sống. Bằng cách sử dụng kết quả cầu phong thủy, người sinh năm 1977 có thể thu hút năng lượng tốt. Hơn nữa, quả cầu còn khả năng hóa giải năng lượng tiêu cực, tránh xa những điều không tốt lành và chống đối với tiểu nhân phá hoại. Đồng thời, nó cũng giúp cải thiện mối quan hệ trong công việc và cuộc sống. Tượng Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, đức độ và sự tự nguyện. Hình tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát được phác họa ngồi trên voi trắng sáu ngà trên tay cầm cành hoa sen chứa viên bảo châu. Ngài được coi là vị Bồ Tát với năng lực hiện thân khắp các phương của Pháp giới, dùng đức hạnh của mình để cảm hóa, dẫn dắt chúng sinh khỏi bể khổ, lầm than. Người tuổi Tỵ mang theo Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát kết hợp với tu hành tinh tấn, gieo duyên thiện nghiệp sẽ được Ngài soi sáng, giúp cho mọi khổ đau, chông gai đều có thể vượt qua. Tâm sáng đời bình yên, tâm an vạn sự nhàn, đây được coi như một bức thông điệp trường tồn mà Đức Phật truyền tải tới các Phật tử, các tín đồ của Phật Pháp. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.